Xin chào quý vị, tôi là Nguyên Khang. Chào đón quý vị đã cùng đến với The Khang Show, được phát sóng vào 21 giờ mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MC Nguyên Khang. Quý vị thân mến, chúng tôi đã có rất là nhiều khách mời đến đây với nhau. Có những người đi một mình cũng có những người đi cả nhóm cũng có những người đi đôi cũng có. Nhưng lần này chúng tôi mời quý vị đến với một cặp khắc khẩu nhất trong chương trình của chúng tôi từ trước đến giờ. Xin được giới thiệu đến quý vị diễn viên Cát Tường và diễn viên Tiết Cường. Xin chào anh chị. Chào Nguyên Khang, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình The Khang Show. Nghe giới thiệu thoát tim, tưởng giới thiệu mình là một cặp đôi yêu nhau, cặp nhưng đôi mà tự nhiên cặp đôi khắc khẩu rồi sao? Với Nguyên Khang giới thiệu Tiết Cương với các từ khắc khẩu là Tiết Cương thấy không chính xác. Bây giờ Tiết Cương với Việt Hương rất là hợp nhau. Chưa bao giờ mà em thấy hai anh chị hòa hợp với nhau trong cách nói chuyện cả. Đúng. Nhưng mà đó chính là điều tạo nên cái sự đặc biệt của anh chị. Bây giờ chúng ta bắt đầu với miếng ghép đầu tiên nha. Xin mời anh chị đoán xem đây là gì ạ? Bốc thăm trúng thưởng. Một bức tranh. Một bức tranh thật thông minh. Và đây. Thấy chưa? Có sai vậy? Bỏ vậy cái người thông minh mà đi chung cái người xì tiếu bịt đó, nó không có thể mà hòa hợp nhau được. Đây là bộ phim hoạt hình nổi tiếng tên là Inside Out. Bộ phim này nói về 5 cái tính cách khác nhau bên trong một con người. Nếu như là nói về 5 cái tính cách này thì chị Tường, chị nghĩ tính cách nào là của chị? Cái con nóng giận á. Cái con nóng giận. Còn 4 con kia là tôi. Đa tính cách, đa nhân cách và đa hệ. Trời đất ơi. Có vụ đa hệ nữa là hệ gì anh? Ba anh NTC. Sắp tới là anh vô đa cấp luôn. Đúng rồi. Vô đa cấp. Quay trở lại với câu chuyện là mọi người vẫn thắc mắc là tại sao thường chơi với bạn thì tính cách phải hợp nhau mới chơi. Hai người rõ ràng chọn hai cái hình tính cách không hề. Ở đâu có em? Đó mới là hợp đó. Tiết Cương được một cái là ví dụ như Tường chửi không bao giờ chửi lại. Ví dụ giờ chị chơi với em đi mà chị bực mình, chị chửi em câu là em giận chị rồi. Không, tại vì anh Cương anh không chửi lại được chị. Không phải. Cái vốn từ của anh ít. Không phải. Làm sao mà anh chửi lại được? Là thông thái Tiết Cương đó, không có từ ít đâu. Nhưng mà có điều là nhịn, thường thì hay nóng, bực bội gì là sẽ chửi. Chị nuốt luôn người ta chứ chửi gì? Không. Chị nhai luôn người ta. Dạo này tu rồi. Chính xác. Cứ mỗi lần bà chị bà nói Tiết Cương có tin không, tôi nhai đầu không? Không rồi nói vậy. Làm cái đầu mình là không nhìn lộn, đầu nhai đầu luôn. Yeah. Khùng quá, ông nói Cương khùng quá. Mà nhiều khi mình bực mình ổng, mình chửi ổng xong cái mình thấy cái mặt ổng vẫn bình thường. Cái mình cũng cảm thấy cũng là cảm thấy vui. Dịu lại cái cơn nóng giận của mình. Thì hai người đi chung như vậy thì nó sẽ bù trừ được cho nhau. Nhưng mà anh cảm thấy vậy thiệt thòi khi chơi với chị Tường. Không à, đó là em đang hỏi anh Cương. Nói chung anh bây giờ không phải vấn đề là thiệt thòi hay là vấn đề thuộc về hơn thua. Tại vì anh bây giờ ở một cái đẳng cấp vô thường. Anh đã gạt qua được mọi gọi là hỉ nộ ái ố trên cái cõi ta bà này rồi. Mọi thứ vật chất đều là phù du, chỉ có là vĩnh cửu. Là gì vĩnh cửu? Nói chung nó đùi thôi chứ bây giờ tới anh cái tuổi 50 này rồi, mình sống mình cứ nhẹ nhàng yêu thương nhau đi. Đó là lý do tại sao mà anh luôn kiềm chế được bản thân của mình, cảm xúc. Nhưng mà thật ra em biết anh từ ngày xưa cũng đã như vậy. Không, ngày xưa anh cũng bốc đồng lắm. Bốc đồng lắm hả? Cũng hung hăng lắm. Nhưng mà bây giờ bớt nhiều rồi. Anh biết tại sao xuống. Cái testosterone của anh trong người nó bị suy giảm. Đúng. Trẻ ăn chơi già hết sức. Đây, trẻ không chơi già hư đốn. Trẻ ăn chơi già vẫn chơi. Gì ghê vậy? Chị vẫn chơi anh à, chị chơi đều lắm. Thế thì quay trở lại với câu chuyện là hai anh chị từ cái hồi mà còn là sinh viên của sân khấu điện ảnh á, là có biết nhau và có chơi với nhau không? Kể đi, kể tôi sẽ bóc phốt ông cho coi. Năm 1996 anh học sân khấu, còn Cát Tường á là trường điện ảnh. Thì lúc đó năm cuối của cổ mới qua nhập qua hai lớp là học kế. Mà từ xưa em biết dân sân khấu rất là nghịch ngợm mà. Sân khấu á thì gái nó không có được đẹp cỡ Việt Hương với Thúy Nga rồi không đó. Xong cái tự nhiên lớp bà Tường qua, trời ơi toàn gái đẹp quá không. Nguyên một lớp toàn là quá khôi, chàng quá trời ơi. Mấy anh bên sân khấu tụi anh nó mê mẩn. Trời ơi anh nhảy qua cua lớp Cát Tường, cua hết trừ Cát Tường. Thiệt luôn hả? Thiệt. Chị Tường có biết vụ đó không? Biết. Nguyên cái trừ sân khấu là trai đều theo cua chị hết á. Trừ Tiết Cương. Mà Tiết Cương cua lại mấy cô còn lại. Chị có bao giờ thắc mắc tại sao anh chừa chị ra không? Từ hồi xưa chị đẹp mà, chị Tường là hoa khôi đó anh à. Nhưng mà thấy Tường khó ăn lắm, không có dụ được. Ông Tiết Cương ngày xưa nổi tiếng là một ổ bánh mì thôi là đã đưa gái vô khách sạn rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trước bàn dân thiên hạ mà nói có cái gì đâu.
một ổ bánh mì thôi, không ăn được một tô phở của ổng đâu. Cho nên làm sao mà cua được Cát Tường? Cái này là như lời đồn rồi. Cát Tường là cái gì nó phải lãng mạn, nó nhẹ nhàng. Mặc dù nhìn bên ngoài là men là vậy đó, nhưng mà đối với tình yêu là nó rất là dễ, gọi là cái gì nó phải là có sự thăng hoa, nó phải là romantic. Còn Tiết Cương là sầm sàm, nó láp xí đế, làm sao mà vô được Cát Tường? Nhưng mà chính vì vậy hai người mới thành bạn được. Chứ bây giờ hồi xưa mà anh ăn, anh chị ăn ổ bánh mì là bây giờ hai người đâu có còn gắn kết với nhau nữa, anh còn giữ cái tình bạn trong sáng đó, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà như vậy thì anh coi chị Tường như là em gái hay là anh coi chị Tường như là đứa em trai? Coi giống như má không? Coi Cát Tường đúng gọi đúng từ, coi Cát Tường như là đứa bạn trai. Đứa bạn trai? Bạn trai. Điều gì đã khiến anh có những cái suy nghĩ như vậy? Cát Tường nói chung rất là men. Cái người phụ nữ mà men, mà cái chuyện gì cũng làm được thì người đó rất là khổ. Khổ? Tại vì họ không ai làm họ vừa lòng. Cái gì cũng phải tự tay họ làm. Thì sẽ không có những người đàn ông che chở. Còn với những người phụ nữ bánh bèo thì tự nhiên là sẽ có người đàn ông đứng ra gánh vác và che chở cho họ. Em nghĩ là tại vì vậy nè, cơ bản là chị Tường chỉ chưa gặp được đúng kiểu đàn ông như vậy. Thật ra người mà muốn thắng Cát Tường phải trên Cát Tường một cái đầu. Đúng. Còn nếu những kiểu đàn ông mà đến cà rỡn là nhấn nút ve liền, không thể tiếp xúc được với chị Tường. Thì em muốn hỏi chị Tường là chị có nghĩ là cái tính cách đó nó làm cho số phận của chị nó hơi vất vả, nó hơi lận đận và thậm chí là hơi long đong không? Có chứ, người ta nói tính cách tạo nên số phận là đúng mà. Trước đây này mình cứ hay oán trách mình, nói sao mình lại như vậy, mình cũng đẹp, mình cũng giỏi mà sao mình không có cái người đàn ông bên cạnh, không có cái người chia sẻ, không có người lo lắng cho mình. Nhưng mà khi trải qua càng nhiều mình càng hiểu vấn đề, cái đó là cái con đường này là do mình tự chọn. Và bây giờ thì đến một cái giai đoạn mình cũng giống như Tiết Cương nói là không còn cái gì gọi là để mà, thật ra bây giờ ngộ ra nhiều thứ rồi, không có như ngày xưa, có nghĩa là cái gì đến thì mình sẽ đón nhận cách nhẹ nhàng, không còn cau gắt, không còn cay cú với đời nữa. Mà mình nghĩ rằng là đôi lúc cái sự cô đơn, cái sự cô độc nó cũng là một cái hạnh phúc. Hãy gặm nhấm cái sự cô độc đó một mình để tận hưởng. Ngay cả khi đau đớn, thất tình hay là ai đó đối xử không tốt với mình, thì cái nỗi đau đó mình cũng biết cách gặm nhấm nó và biến cái đó gọi thành thú đau thương. Chị sẽ tự tìm cái nguồn vui trong cái sự cô độc đó. Vâng, tài năng có, sắc đẹp có, và thậm chí là nếu mà nói về khả năng tự lập có luôn. Như vậy thì điều đó có nghĩa là không khó để chị tìm được một người đàn ông nào đó có thể lo lắng cho chị, che chở cho chị. Theo anh thì chị Tường tìm không thấy hay là tại chị không chịu tìm? Cái nguyên nhân chính đó là cái yêu cầu của Tường nó quá cao. Yêu cầu gì cao? Cao thế nào? Thì để anh phân tích. Dạ. Thứ nhất, khi em nói Tường muốn một cái người mà hơn Tường một cái đầu, giỏi giang, thông minh, quyết đoán. Nhưng mà những người đó thường phải là những người đứng tuổi. Chứ còn người trẻ thì khó được một người giỏi lắm. Thì những cái người đứng tuổi á, họ rất thích Tường, tài giỏi rất là nhiều. Nhưng họ lại không có ngoại hình. Trên 50 tuổi thì đa số là họ đều có bụng. Và tóc tai thì nói chung cũng bạc hay là bị hói. Thì cái ngoại hình họ không được đẹp. Còn đối với những người thanh niên mà họ trẻ trung đó, phong độ, thì thường những người đó thì cái trải nghiệm họ chưa nhiều đó, và họ cũng chưa có vững vàng và thành tựu. Thì lại không đáp ứng được cái yêu cầu của Cát Tường. Thì bây giờ phải tìm một người đàn ông này phải 50 tuổi, vừa có tài, vừa đẹp trai, vừa phong độ và chưa có gia đình. Đâu thì ở đâu ra? Thì nhìn qua nhìn lại thấy có một mình Tiết Cương là đáp ứng được cái đúng yêu cầu đó thôi. Chị có nghĩ là cơ hội sẽ đến với chị nhiều hơn nếu chị bớt chơi với anh Tiết Cương không ạ? Có. Ủa sao chị hả? Có. Tại vì thật ra là rất là nhiều người bình luận trên cái YouTube, trên mạng xã hội của chị Tường với anh Tiết Cương là bớt đi với, tại vì nếu mà chị cứ đi với Tiết Cương hoài và cứ đăng hình hai người hoài, có một số người hiểu đây là bạn bè tri kỷ, nhưng mà rất là nhiều người đàn ông họ không có cơ hội tìm hiểu. Đúng. Và họ cũng không hiểu, họ thấy trên Facebook của chị cứ đăng hình ông Tiết Cương thì họ nghĩ rằng hai đứa là một cặp, thì họ cũng sẽ dè. Mà đối với Tường thì Tường cũng chả bao giờ đi giải thích những chuyện đó. Bởi vì những cái người mà họ chỉ mới nhìn cái mà họ đã hết thích mình yêu rồi. Gì họ đã rút yêu ông vía, vậy thì cũng đâu có xứng với em. Đúng. Cho nên dẹp luôn. Mình đăng hình ông Tiết Cương lên là để mình loại bớt những cái thành phần không yêu cần thiết. Đúng rồi. Chính xác, cảm ơn chị. Loại bớt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bức hình thứ hai. Ồ, 24, 49. Theo anh chị thì 24 và 49 này muốn nói đến điều gì? 49 là 77, 49 là thằng. Thôi rồi, chị Tường, không phải. 24 tuổi và 49 tuổi. Sao hai cái này nó đâu có liên quan gì đâu. 49 là đối với anh Tiết Cương và 24 là đối với chị. Anh muốn lấy chồng hả? Chính xác.
24 là lần kết hôn của chị và 49 là lần kết hôn của anh Cường. Như vậy là 24 của Nguyên Khen là điều tra rất là kỹ nha. Con Tường 21 tuổi rồi, đúng rồi. Giờ mình 45, con mình 21 là 24 tuổi lấy chồng. Đúng, hợp lý. Đúng không? Hợp lý. Hai chị vẫn chưa nhận ra được là mình kết hôn năm bao nhiêu tuổi thật đó. Sự rất ngạc nhiên, kiểu giống như là lấy cho có vậy đó. Đâu có, tại có bầu rồi mới lấy nên đâu để ý đâu. Rồi, nói một chút về sự khác biệt nha. Thưa quý vị, hai người này là hai thái cực khác nhau. Một người kết hôn sớm, một người kết hôn muộn. Thật sự ai biết Tường từ xưa đến giờ thì cái phong cách, cái tính cách của Tường nó cũng không thay đổi. Nghĩa là dám chơi, dám yêu, dám nghĩ, dám làm. Lúc đó Tường đang là một ca sĩ, đang đi làm, đang đi kiếm tiền, đâu có nghĩ chuyện là lấy chồng bỏ cuộc chơi đâu. Giống như nãy Tường nói là nói thật, tại vì tự nhiên là bác sĩ kêu lấy thì lấy thôi. Thì mình nghĩ thôi, cái duyên trời đã kêu mình lấy thì mình lấy thôi. Thì lấy sớm ly dị sớm rồi đó, có gì đâu, đúng không? Còn Tiết Cương tại sao mà bây giờ mới lấy? Tại vì Tiết Cương ở cái tuổi mà 24 đó là cái tuổi đang còn rong chơi của một chàng trai phong độ. Đâu có mà bèo dạt mây trôi như bây giờ. Chân cẳng lúc đó đâu có ống tâm ống tanh như bây giờ. Còn đầy đủ chất, đầy đủ chất dinh dưỡng. Mỗi ngày mỗi tuần phải đi phát bánh mì. Thì làm sao mà đi lấy vợ làm gì, đâu có ngu, đúng không? Đến lúc mà tròn trồn chân mỏi gối rồi à, người ta cũng không thèm ăn bánh mì nữa rồi. Thì lúc đó thì ổng mới đi lấy vợ. Tự nhiên bả phân tích cuộc đời mình luôn. Ừ. Bỏ tài. Mà quá đúng luôn, đúng không? Nói chung các Tường cũng nói đúng một phần. Bản chất của anh hồi trẻ anh cũng rất là lãng tử. Cũng đào hoa chứ đào hoa. Nhìn cái tướng này là biết rồi, 50 tuổi mà dày thì cái hồi mấy tuổi ai mà chịu nổi. Thì anh cũng xác định đó là bây giờ mình ra trường là năm đó cũng 24 25 tuổi rồi. Anh nói là bây giờ mình xây dựng sự nghiệp cho tới năm 30 tuổi. Đặt ra móc hết trơn luôn á. Và tới năm 35 tuổi là kết hôn. Đó thì đúng là năm 30 tuổi thì anh nổi tiếng thật. Thì lúc đó là gala cười 2003 đó. Bắt đầu mình cũng có quen nhiều cô, nhưng bắt đầu tới 35 tuổi mình muốn lấy vợ thì tự nhiên lúc đó lại không tìm được ai hết trơn. Tại sao? Thấy ai cũng không ai vừa lòng mình, người đẹp thì là vô tìm hiểu thì không hợp tính tình. Người hợp tính tình thì lại không đẹp. Đó, mình phải mua vừa đẹp mà vừa hợp tính tình nữa. Vậy mà tìm hoài ra cái trâu tới 40. Nó nhanh lắm. Có quản không? Lúc đó có quản không? 40 là hơi quý quý rồi á. Quý rồi ha. Xong bắt đầu từ 40 đổ đi là bắt đầu hạ. Hạ tiêu chuẩn. Hạ tiêu chuẩn xuống. Hạ tiêu chuẩn về và tới 9 năm sau mới lấy được vợ. Trời ơi. Tất cả cũng duyên hết. Tất cả là duyên. Nhưng mà anh có nghĩ là cái đó là, theo em á, cái đó là ý trời để phạt anh không? Đúng. Người ta nói là nhân quả là tức thời. Cái đó là có thật. Ví dụ như Tiết Cương hồi trẻ không, phụ nữ yêu mình, con gái yêu mình nhiều quá nhưng mà mình không có trân trọng. Rất là xem thường cái tình cảm của người phụ nữ dành cho mình. Tới lúc mình muốn thì lại không có. Nhưng giống như các Tường hồi trẻ không, nhiều anh chàng quá. Đó, đến với cổ dễ quá, cái cổ nó a ta đây là không có trai này cũng trai khác. Tung tăng á, bây giờ tìm một bờ vai lại tìm không ra, cái đó là nhân quả tức thật. Thật ra là anh Tiết Cương nói cái vụ này là chị thấy đúng á. Các Tường là cái người luôn luôn muốn lấy chồng và luôn tìm kiếm trong suốt cái tuổi từ hồi ly hôn tới tận bây giờ. Mà Tường cũng không bao giờ mình nghĩ rằng 20 năm sau mà mình chưa lấy được chồng. Ghê thiệt, chưa hiểu nguyên nhân tại sao. Chỉ có bao giờ nghĩ là nếu như tôi thôi tìm kiếm thì tự nhiên tôi sẽ gặp hay không? Thì bây giờ thôi rồi đó. Cuộc đời nó là vậy đó. Bây giờ theo tình, tình chạy, trốn tình thì tình theo. Bây đó là kiểu thôi. Như vậy. Nhưng mà tính chị Tường thì cũng lạ. Do chị quá là lý trí và rất là bản lĩnh. Cho nên đôi khi á, chị hơi sáng suốt và bình tĩnh trong những mối quan hệ. Và nếu như có một lúc nào đó chị thử, chị giả bộ, chị bớt tỉnh táo lại xem liệu rằng chị có tìm được cái có người nhiều lần nhân. Dạ. Có nhiều lần không có giả bộ mà mất tỉnh táo thiệt. Dạ. Là chỉ có mất mát và tốn tiền. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bức ảnh tiếp theo. Trên tình bạn với tình yêu. Chính xác. Vâng. Anh chị nghĩ như thế nào về mối quan hệ của cả hai trên tình bạn dưới tình yêu mà người ta đang nói trong cái bài hát rất là hot trend đó. Ngay từ đầu Tiết Cương chơi các Tường là xác định là tình bạn. Anh xác định tình bạn. Tường sẽ nghĩ rằng là những cái mối quan hệ như thế này ở cái tuổi này rồi, Tường bốn mấy, anh Tiết Cương 50, là hơn nửa đời người rồi, thì chắc chắn đó là những cái mối quan hệ bền vững. Tại vì sẽ không có một cái lý do gì để cho cái mối quan hệ này nó rạn nứt. Bởi vì chúng ta không phải đến với nhau vì tiền bạc. Chúng ta cũng đã đi qua cái chặng đường của sự nổi tiếng, của sự thành công khi hoạt động với nghệ thuật. Vậy thì chúng ta đang cư xử với nhau bằng một cái tình cảm, một cái sự văn minh và một cái mối quan hệ ruột thân thiết như ruột thịt, thì không có lý do gì để mà nó sẽ gãy đổ. Trong suốt cái quá trình mà anh làm bạn với chị Tường á, trong cái thời gian quá khứ trước đó, có bao giờ anh rung động với chị Tường chưa? Nói thiệt nha ông nội. Trời, hỏi khó quá. Thì ngay lúc đầu anh chia sẻ là khi mà đến với các Tường là anh đã xác định ngay từ đầu là
tình bạn, tình anh em. Đó, như vậy nó sẽ lâu dài hơn. Chứ nếu mà bây giờ mình với các Tường mà yêu nhau, lỡ có gì mà hai anh em... Anh mà... có biết là khi mà anh nói thì cái ngôn ngữ hình thể của anh á, nó tố cáo anh rất là nhiều điều trong cái cách suy nghĩ của mình. Em có một cái thói quen là nhìn vào mắt của người khác và nhìn vào ngôn ngữ tay của người khác để đoán xem người ta đang nói thật hay nói không thật. À, chị Tường nói thật, anh nói không thật. Đó, Nguyên Khang là có thể đi làm điều tra viên được đó nha. Không, cái riêng em nói con nói chuẩn thôi. Bởi vì anh nói chuyện Nguyên Khang đâu dám nhìn thẳng đâu. Liếc liếc vàng vàng. Như vậy thì đó anh có thừa nhận là anh đã từng trong quá khứ liếc liếc vàng vàng. Không, ông né không có trả lời đâu. Để chị Tường trả lời cho. Thật ra là nhiều người đặt câu hỏi này. Các Tường cũng đã từng nhiều lần suy nghĩ thử. Tôi dòm ông Tiết Cương, tôi nghĩ. Tôi dòm từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Xong tôi nghĩ là thí dụ bây giờ tôi ở với ông nội này được không trời. Mình nghĩ chắc ngày tôi quýnh ông 85 giá. Không có được. Cái tính nó không có trúng. Có nghĩa là hai nhìn bề ngoài. Thật sự bề ngoài các Tường với Tiết Cương là rất là đẹp đôi đúng không Tiết Cương? Nó vừa vặn, nó vừa hiểu nhau, cùng chung suy nghĩ, cùng chung sở thích. Vừa cái lứa tuổi. Vừa lứa tuổi. Có nghĩa là hai người này lấy nhau là nó vừa vặn và có thể là rất hạnh phúc. Tuy nhiên nó có một số điểm ở trong cái gọi là tính cách nó không phù hợp để là vợ chồng. Vậy là chị không nhận ra một điều ở sự thay đổi trong tính cách của anh Cương. Anh Cương á, bây giờ anh đã khác hẳn so với hình ảnh trước đây của ảnh rồi. Nhưng mà nhiều thứ nữa, tại vì em dạ. đâu có gần ổng đâu mà em hiểu em, ổng. Em biết. Con chỉ rành ổng quá trời luôn không, rồi. Không, gần ổng, nhưng mà chị biết không, thật ra người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc đó. Dạ, chị rành ổng dạ, rồi. Vâng, nhưng mà thôi, bây giờ thì em chỉ hỏi hướng hòa. Chứ nó muộn rồi. Cho nó muộn rồi. Muộn rồi. Tại vì bây giờ anh có muốn đi nữa, tặng ổ bánh mì đi nữa thì chị cũng không ăn đâu à. Muộn rồi. Muộn. À, đã có anh tặng, rồi. Anh tặng mấy chục năm trước thì nhiều khi chỉ còn suy nghĩ lúc mà chị còn đang phòng không. Vâng. Nếu như mà phải nói một điều gì trước giờ với nhau mà chị chưa nói thì sẽ là điều gì? Nó là các Tường nên sáng suốt trong tình yêu và nên hạ thấp tiêu chuẩn. Hạ thấp rồi. Hạ thấp. Cũng phải trên trung bình chứ dưới trung bình nữa thì cái tôi còn đâu còn cái giá trị gì nữa. Nếu mà nói một điều gì đó với anh Cương mà trước giờ chưa nói. Còn gì nữa đâu chưa nói, mỗi ngày bà chửi tôi 800 bận. Hãy xài tiền đi, chết không mang theo được đâu. Câu này nói hoài mà. Ủa sao kỳ vậy? Anh tiết kiệm lắm hả chị? Chưa bao giờ đãi các Tường một bữa nào. Trời ơi anh ơi, cái ổ bánh mì mà anh còn mua cho anh ta mà các Tường anh không mua chưa được. Chưa bao giờ cho các Tường ăn một cái gì mà tự tiền túi. Bất cứ ai mua tặng cái gì ngon hay đi đâu ăn đều nhớ tới các Tường. Nhưng mà cái đó là của người ta cho, ổng không đem về cho mình. Còn để mà bỏ tiền ra mua cái gì cho các Tường là chưa bao giờ có. Bây giờ ông có ăn ly chè, ông cũng đợi ngồi tôi tới tôi trả tiền. Anh bây giờ anh sẽ mời các Tường xuống trả cá đế vương. Rồi. Nguyên Khang mời. Đó, anh ơi cái bữa này là em mời. Nó là vậy không đó. Là anh mời cơ. Anh phải suy nghĩ đến cái chuyện anh làm gì đó. Khó quá bỏ qua. Đó okay. Là lý do tại được. Sao các Tường không yêu Tiết Cương được. Đúng. Hiểu chưa? Em nghĩ chị không nên yêu. Em ủng hộ chị. Đó. Nếu ai ăn được một đồng của anh Cương, người đó là sư phụ. Người đó là thánh. Phong thánh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ dành cho hai anh chị trước khi mà chúng ta kết thúc cái talk show ngày hôm nay. Cái thử thách dành cho hai anh chị như sau là hai khách mời sẽ đối mặt với nhau. Nắm lấy tay nhau. Một người sẽ nói những điều thầm kín, hài hước hoặc thậm chí là những điều chê bai, dí dỏm hoặc chọc tức người kia. Người kia chỉ nói lại đúng một câu, à thì ra là vậy. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và mỗi người sẽ nói 5 điều về nhau. Bụng dòng này to rồi đó Tiết Cương. À thì ra là vậy. Tỉnh táo hơn trong tình yêu. À thì ra là vậy. Chị Tường. Đừng có để râu giống mã giống xinh quá. À thì ra là vậy. Mời anh. Bớt đi chơi đêm đi. À, thì ra là cười ok cười ok tiếp ạ. Có sức dành cho vợ không? À, chắc yếu thì ra là vậy. Bớt nhậu đi, lúc này thấy yếu lắm rồi đó. À thì ra là vậy. Tiền giấu ở trong toilet phải không? À, thì ra là vậy. Anh cuối cùng của anh. Lấy chồng đi. À, thì ra là vậy. Rồi ok yeah. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, hai anh chị hề dễ sợ luôn. Tại vì nhìn mặt nhau là đã mắc cười rồi. Chị nói cái câu à thì ra là vậy.
À, thưa quý vị, chúng ta thường hoài nghi là liệu tình bạn trong showbiz là có thật hay không, có tồn tại hay không, hay đôi khi chỉ là cách mà họ làm việc với nhau để dựa trên cái sự có ích của cả hai bên. Nhưng câu chuyện của anh Cương và chị Tường cũng đã chứng minh được rằng đó là một cái tình bạn đẹp, dù rằng cả hai đã có những khoảng thời gian thanh xuân rất là đẹp cùng với nhau tại trường sân khấu, như trên tất cả họ vẫn giữ cái tình bạn ấy cho đến tận bây giờ. Cảm ơn anh chị đã đến với chương trình. Lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị trong tập phát sóng tiếp theo vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh YouTube MC Nguyễn Kha. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất mong quý vị khán giả theo dõi, ủng hộ, like, sub cho The Khan Show nhé. Dạ, cảm ơn là có thiệt nha. Rất là dễ thương à. Chị Cương với chị Cương rất là hợp nhau. Chương trình với sự bảo trợ của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Bởi vậy anh hợp với Việt Hương. Còn với các từ thì nói chung cũng không hợp lắm. Bao giờ mà em thấy hai anh chị hòa hợp với nhau trong các nói chuyện? Sáng làm nấu cơm chó, cho chó ăn, dọn chuồng chó, tắm chó. Như vậy là chăm chó nhiều hơn. Tập tiếp theo của The Khan Show, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ diễn viên MC Hoàng Phi. Tài năng cá tính, nhưng Hoàng Phi có một tuổi thơ đầy thăng trầm. Anh từng có giai đoạn mơ hồ về định hướng nghề nghiệp của bản thân. Em đối thoại với chó, nếu ai ngoài nhìn vô chắc tưởng này bị khùng. Make up lồng lộn đứng. Đón xem The Khan Show tập tiếp theo phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy tuần sau trên YouTube MC Nguyên Khá. Đang ôm một thằng bé khác kia kiểu vậy. Em thấy cái điều đó trong cái ánh mắt của ba em.